Hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga đã tiến hành họp báo thông báo chính thức về lịch tiến hành cuộc tập trận chỉ huy tham mưu chiến lược Vostok 2022. Cuộc tập trận nhằm đảm bảo an ninh của Nga và các đồng minh trong khu vực. Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Thượng tướng Alexander Fomin cho biết, cuộc tập trận Vostok 2022 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 9 tại quân khu miền Đông. Tổng cộng sẽ có hơn 50.000 quân nhân và 5.000 phương tiện kỹ thuật quân sự của Nga và các nước tham gia tập trận. Cũng theo Thượng tướng Phô Minh, mục tiêu cuộc tập trận nhằm hoàn thiện kỹ năng tham mưu và chỉ huy lực lượng quân sự, tăng cường khả năng phối hợp giải quyết các nhiệm vụ chung với các lực lượng liên minh, đồng thời kiểm tra mức độ sẵn sàng của các cơ quan chỉ huy trong việc tổ chức phối hợp ba lực lượng hải lục không quân, cũng như phối hợp với các lực lượng hải quân nước ngoài ở khu vực Viễn Đông. Trước đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận các binh sĩ nước này cùng các đại diện của Ấn Độ, Belarus, Tajikistan và Mông Cổ sẽ tham gia cuộc tập trận Vostok 2022.